Chào cùng mọi người nhé, chào mừng mọi người quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Đó, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là xác thực sinh trắc học ở trên cái ứng dụng ví điện tử là Momo nhé mọi người nhé. Thì từ ngày mùng 1 tháng 7 trở đi, nếu mà các bạn không xác thực sinh trắc học ở trên những cái ứng dụng ngân hàng thì chúng ta sẽ không chuyển được cái số tiền là lớn hơn 10 triệu và những cái ví điện tử cũng như vậy nhé. Thì đầu tiên ở trên cái chiếc điện thoại của các bạn thì các bạn sẽ kéo cái thanh điều hướng nhanh này cho mình. Các bạn sẽ kiểm tra cái chế độ LFC này cho mình nhé mọi người nhé. Chúng ta sẽ để ở cái chế độ chuẩn cho mình. Còn ví dụ như bạn nào không có ở cái thanh điều hướng nhanh này, chúng ta sẽ vào cái phần cài đặt cho mình. Các bạn sẽ vào phần kết nối nhé. Rồi chúng ta sẽ chọn vào phần NFC và thanh toán. Lúc này các bạn sẽ bật lên cho mình và để ở chế độ chuẩn cho mình nhé. Rồi mình sẽ thoát ra. Tiếp theo các bạn sẽ truy cập vào cái ứng dụng là Momo cho mình. Đây mình sẽ truy cập vào Momo nhé. Rồi ở đây thì mình đã đăng nhập sẵn ở trên cái tài khoản Momo của mình rồi. Mở khóa bằng vân tay này. Đó mình sẽ kích vào phần để sau nhé. Rồi mình sẽ kích vào phần tôi nhé. Lúc này nó sẽ bắt chúng ta cập nhật sinh trắc học nhé. Thì mình sẽ kích vào phần cập nhật này. Đó, ở đây các bạn cần phải chuẩn bị cái căn cước công dân của các bạn. Và cái căn cước công dân này chúng ta cần phải đúng thông tin so với cả cái căn cước công dân chúng ta đã đăng ký ở trên ứng dụng là Momo nhé mọi người nhé. Đăng ký chúng ta cần phải đúng đủ thông tin thì chúng ta mới có thể là xác thực được. Ở đây mình sẽ kích vào phần xác thực ngay nhé. Rồi, chúng ta cần phải chụp ảnh cái mặt trước của căn cước công dân nha mọi người nhé. Các bạn không nên để lóa sáng nha mọi người nhé. Chúng ta cần chụp dưới ánh sáng tự nhiên để xác thực nó dễ hơn nha mọi người nhé. Rồi, ở trên đây thì các bạn để ý này. Nó sẽ không cần chúng ta chụp mặt sau và chúng ta chỉ cần lật cái mặt sau lên để chúng ta quét thôi nhé. Mình sẽ kích vào phần bắt đầu quét này. Thì cái vị trí LFC của các bạn ở đâu thì chúng ta sẽ đặt vào cái căn cước công dân mặt sau nhé. Đó, nó rất chi là nhanh thôi. Rồi, vậy là mình đã quét thành công này, chưa đến 30 giây. Lúc này nó sẽ hiện ra một cái thông tin của các bạn. Các bạn sẽ kiểm tra lại một lần nữa xem là cái thông tin của các bạn đã đúng hay chưa nhé mọi người nhé. Và mình sẽ kích vào phần xác nhận. Ok, vậy là mình đã xác thực cái tài khoản ví Momo của mình thành công nhé mọi người nhé. Đó thì hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta có thể là xác thực sinh trắc học ở trên cái tài khoản là Momo nhé mọi người nhé. Ví điện tử Momo. Thì mọi người xem được cái video mình chia sẻ thấy hay và hữu ích cho mình hôm nay đăng ký nhé. Và chia sẻ video giúp mình.